Có nằm mơ thấy một người như tiên nữ đem cỗ xe trang hoàng rực rỡ từ trên trời bay xuống, đáp trên mái nhà. Cha giật mình thức giấc thì rất vui mừng, vì nghĩ nhà vừa làm chủ lễ dân y nên chư thiên cũng hoan hỷ. Vài ngày sau, cha ba lại nằm mơ thấy nhà làm phước, có rất nhiều chư tăng đến nhà tụng kinh. Ba con đã rất vui khi thấy những điều đó. Vài ngày sau thì ba mất. Vậy các cảnh trong mơ đó có phải là cần tử nghiệp không, thưa sư? Và ba con có thể đã đến được, biết đã đến được cảnh giới an vui phải không? Ba con là một Phật tử thuần thành, giữ ngũ giới nghiêm ngặt, chỉ không giữ được bát quan trai thôi. Con xin sư giải thích giùm con. Việc đầu tiên sư phải khẳng định với quý vị là sư chưa có chứng đắc cái gì hết ha, cho nên sư không có khả năng thần thông để mà có thể xác tín những việc như thế này. Bây giờ sư dùng kinh tạng để mà sư giải thích cho vấn đề của quý vị, tức là trong kinh tạng nói như thế nào. Trong kinh tạng có những nguyên nhân như sau sanh ra giấc mơ. Đầu tiên, do mình suy nghĩ nhiều về điều gì cho nên mình sẽ sanh ra giấc mơ. Thứ hai là do ăn uống, cái sự những cái chất mình tiếp thụ vào người đó nó cũng sanh ra giấc mơ. Cái thứ ba là do hoạt động của cơ thể, ví dụ như tim, gan, mật nó hoạt động thì nó cũng sanh ra giấc mơ. Cái thứ tư là do nghiệp, nó cũng tạo ra giấc mơ, nó mang tính chất là báo trước. Và cái thứ năm là chư thiên báo mộng. Thì trong trường hợp của ba cô, cái khả năng lớn nhất ha, khả năng lớn nhất là gì? Đầu tiên là suy nghĩ, do suy nghĩ nhiều. Ví dụ như đi lễ dân y thì được chư tăng hoan hỷ tụng kinh chúc phúc. Rồi cái sự ảnh hưởng của buổi lễ dân y ấy, cái phước ấy, ảnh hưởng ấy, nó sẽ gây ra một cái ấn tượng với mình rất là sâu. Đặc biệt là nếu như cái vị pháp sư trong buổi lễ dân y, vì đó có sự tán thán về các cái cảnh giới như là cõi trời, thì hoàn toàn mình có thể nằm mơ, do mình có ấn tượng ấy, và cái chuyện mình nằm mơ mình thấy thì nó cũng không có gì lạ. Cái khả năng thứ hai thì do ăn uống và do tứ đại điều hòa, ví dụ như tim, gan, mật, khả năng đó cũng vẫn có khả năng có chứ không phải là không. Chúng ta không thể nào loại trừ ha. Khả năng thứ ba là do nghiệp, tức là do cái phước dân y ấy, cho nên là cái nghiệp nó báo trước là mình ba cô là có thể đi về cõi trời, sanh về cảnh giới chư thiên, do cái nghiệp nó báo trước thì đây cũng là một khả năng. Và cái thứ điều cuối cùng là chư thiên báo mộng thì đây cũng là một khả năng. Bởi vì trong kinh tạng có nhắc đến như thế này, tức là đối với một vài vị khi vị đó làm phước, chư thiên sẽ cho vị đó thấy những cái cỗ xe sẽ chở vị đó về cái cõi trời tương ứng. Và thậm chí có trường hợp là chư thiên sẽ chỉ cho vị đó thấy đây là tòa lâu đài mà vị đó sẽ hưởng khi mà vị đó sanh về cõi trời. Trường hợp này trong kinh có, nhưng mà sư lặp lại thì đương nhiên là sư hoan hỷ với cái phước thiện và sự giữ giới của ba cô. Cho nên nếu như mà ba cô có sanh về cõi trời thì đó cũng là cái chuyện đương nhiên, không có gì lạ, và khả năng này vẫn rất là lớn. Tuy nhiên, do sư chưa có chứng đắc bất kỳ cái gì cho nên chúng ta không thể nào
đưa ra một cái quyết định một cách chắc chắn được. Đây là một khả năng, đây có thể, đây là một khả năng. Chứ còn chắc chắn thì mình không chắc ha. Còn cái cận tử nghiệp thì đó phải là cái cảnh mà ba cô thấy trước khi mệnh chung. Nói cái kiểu người Việt mình là trước khi tắt thở, trước khi tắt thở thấy cái gì thì đó mới là cận tử nghiệp nha. Còn trước đó vài ngày thì đây là những nguyên nhân, những nguyên nhân sư vừa mới nói.